Ok, xin tất cả anh em, mình là Trường Goku và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để các bạn có thể kiếm được nhiều kill ở trong cái chế độ vô cực này. Cái chế độ mới ở trong PUBG. Đó, các bạn sẽ có 4 người và các bạn bắn linh tinh, bắn rất là gắt. Trước tiên thì bạn sẽ cần phải một bên các bạn cầm một khẩu Uzi và một bên các bạn cầm một khẩu bất kỳ. Ở đây thì mình thường mình bắn quen tay với khẩu AKM rồi. Với cậu AKM rồi cho nên mình sẽ cầm khẩu này nhá. Thôi đọc luôn là AKM cho nó dễ, tại vì anh em Việt Nam thường đọc là AKM. Đó, trước tiên thì các bạn sẽ phải có một chỗ đứng đã. Các bạn đứng ở, mình thường đứng ở sau cái cục này này. Đó, bắn rất là dễ. Và đó, các bạn thấy không? Và cái chỗ thứ hai, đây các bạn có thể đứng ở ngay sát chỗ này. Úi đấy, chỗ này thì cực kỳ là tiện lợi cho bạn luôn, bởi vì bình thường các bạn chỉ việc ngoái đầu ra là các bạn có thể bắn được rồi. Nhưng mà nếu mà cả team nó cùng nhảy ra cái chỗ này thì mà khó lắm. Đây, mình sẽ dùng thêm một thằng đồng đội nữa kè sát bên mình, như vậy là được. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, các bạn thấy không? Ui, big 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 các bạn ơi, cái gái chết rồi, sợ lỡ bắn mấy em thế. Các bạn chỉ việc đó, các bạn thấy người các bạn nhảy ra các bạn bắn thôi, kia là cực kỳ là phê luôn. Nhờ đồng đội các bạn chạy hết thì cũng khá là khó đấy, nhưng mà team kia cùng làm cùng cùng ra đủ với bọn mình. Còn một bên nữa, nếu mà các bạn muốn bắn ở bên trái ấy, thì các bạn núp sau cái tường, các bạn cúi đầu xuống nhá, nhưng mà đứng lên thì nó sẽ nhìn thấy đầu của bạn và nó sẽ biết được vị trí của các bạn. Còn mình thì mình thấy cái vị trí này là tốt gần nhất rồi. Úi trời ơi, bạn ơi, số 2 ơi, vội thế. Ok. À, mình quên mất một điều là mình phải bảo anh em là các bạn đứng ở kia thì các bạn phải lâu lâu các bạn phải ngoảnh ra đằng sau các bạn nhìn phát. Kìa. Lâu lâu các bạn phải nhìn đằng sau phát, tại vì thường thì có mấy thằng nó biết vị trí của mình, nó sẽ móc từ đằng sau. Các bạn chỉ việc kẻ đằng sau thôi, nó xuất hiện cái thì các bạn bắn rất dễ dàng, tại vì mấy thằng đằng sau thường bất lợi hơn. Đó. Ok, các bạn. Cắt thế. Đấy, mình sẽ đứng tiếp ở đây. Ngại gì? Cái khẩu, tại sao mình lại bảo các bạn cầm cái khẩu Uzi và một cái khẩu mà sấy AR bất kỳ. Ôi rồi. Bởi vì cái khẩu Uzi này á, khi bắn gần nếu mà đối thủ nó tiếp cận đến các bạn á thì các bạn bắn rất cực kỳ là nhanh luôn. Các bạn cực kỳ bắn có lợi luôn. Còn đối với cái khẩu AR này thì các bạn bắn xa, các bạn có thể dùng cốp được. Các bạn bắn xa thì nó khá là mạnh. Nếu mà ai quen Uzi á thì các bạn có thể bắn Uzi cực kỳ trâu bò luôn. Các bạn nhìn qua cái lỗ bé tí ở Uzi á. Ô, như vậy là thắng rồi, 49 luôn ạ. Mình đảm bảo với các bạn là trận này không phải boss luôn nhá. Áp dụng cái gank của mình thì các bạn có thể hạn chế tối đa cái số lần mà các bạn chết, và các bạn có thể tối ưu kim của các bạn. Kim của bạn sẽ khá là cao so với các đồng đội khác. Ở trận này thì mình hơi chuối cho nên mình đang hướng dẫn cho bạn cho nên kim sẽ hơi thấp một chút. Ok. Và video của mình đến đây kết thúc. Lưu tay các bạn nhấn like, share, subscribe và nhớ comment chia sẻ ý kiến ở bên dưới. Và hết rồi. Bye bye anh em. Hi 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 hi.